Cờ vàng là cờ vàng bay trên thành phố Westminster. Cờ vàng là cờ vàng bay trên thành phố Garden Grove. Thank you.
Ban Đại lý ông Trương Ngải Minh. Kính thưa quý vị, và xin chào đón ông thị trưởng tạp chí thành phố Washington và nghị viên của thành phố Washington. Xin hai người đứng lên một lần nữa để chúng tôi được hoan nghênh. Tôn giáo, đại diện các chính đảng, kính thưa đại diện các cơ quan truyền thông, kính thưa toàn thể quý vị, cô chú các bác, các bạn trẻ thân mến. Trước 30 tháng 4 năm 1975, lúc đó Nghĩa Vinh học lớp 2. Và thưa quý vị, mỗi thứ hai đầu tuần thì trường có lễ chầu cờ. Và có một lần Nghĩa Vinh đi trễ vào thứ hai, do đó cửa trường đóng cửa và phải đứng bên ngoài để chầu cờ. Mà nhờ vậy, nhờ lần đó mà Nghĩa Vinh chứng kiến được, thưa quý vị, trước năm 1975, ngày lúc đó tất cả những xe cộ và dòng người đi bộ tới cổng trường lúc chầu cờ, mọi người đều đứng xuống, lấy nón xuống và đứng nhìn lên lớp quốc kỳ để chào. Một hình ảnh rất đẹp, thưa quý vị. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì Nghĩa Vinh phải sống 19 năm dưới chế độ của Cộng sản. 19 năm, thưa quý vị, đủ để một đứa trẻ quên mất những gì chỉ có đầy 2 năm được sống học dưới mái trường của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi qua Mỹ vào tháng 4 năm 1993, tôi được người chú dẫn đến tham dự buổi lễ tháng 4 đen. Cũng trong giờ chào cờ của Việt Nam, tôi cùng mọi người đứng lên, nhìn lên lá cờ vàng ba sọc đỏ. Xin quý vị nhìn lại một xíu, cảm ơn quý vị. Khi tôi cùng mọi người đứng lên để cùng chào cờ cờ vàng ba sọc đỏ, thì ngay lúc đó bài hát quốc ca Việt Nam được dóng lên. Và cũng ngay lúc đó tôi mở miệng và nhắc theo những lời mà tôi còn nhớ trước năm 1975. Nhưng thưa quý vị, tôi hát không được và nước mắt trào ra. Và tôi cứ đứng nghiêm nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta và mặc cho nước mắt chảy ra, thưa quý vị, chảy rất là nhiều. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời xuống núi, đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống. Nghe thật quen, nghe thật quen, và tôi cứ để đó, nước mắt cứ chảy ra, nhìn vào lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Kính thưa quý vị, tại sao tôi phải nói điều đó? Chỉ vỏn vẹn 2 năm sống dưới chế độ của mái trường Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi khi mà nghe lại cái bài hát quốc ca Việt Nam, nhìn lại nó bằng cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, và lòng của tôi nó nghẹn lại như vậy, thì thưa quý vị, tôi mới hiểu rằng huống chi những ông bà cô chú bác chúng ta sống trọn với thời Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là những người lính Việt Nam Cộng Hòa để chiến đấu vì lá cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa chúng ta, thì họ yêu cái lá cờ này đến mức nào nữa, thưa quý vị? Có phải không ạ? Cũng sau năm 1975, tôi chưa bao giờ thấy, trước năm 1975 tôi chưa bao giờ thấy cảnh bắt bớ đánh đập, cảnh bao nhiêu người, trong đó có ba tôi, phải đi tù cộng sản, cảnh đấu tố nhan nhản xảy ra mỗi ngày, cảnh cướp bóc, cảnh giết chóc xảy ra mỗi ngày sau 1975 mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy. Tôi chưa bao giờ, trước năm 1975 tôi chưa bao giờ phải bắt buộc hát những bài hát còn là giết giết giết, và tôi chưa bao giờ sợ khi thấy những người lính cầm súng. Và thưa quý vị, trước năm 1975, khi mà những đoàn lính Việt Nam Cộng Hòa trở về, chúng tôi chạy ra và đón, và chúng tôi được họ ôm vào lòng, họ ôm vào lòng và tặng cho chúng tôi những món đồ ăn của người lính ngoài chiến trường. Thưa quý vị, điều đó có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa là cờ đỏ sao vàng của Cộng sản là lá cờ cướp, giết, phá phách và bất đạo, bất nhân. Và lá cờ vàng, ba chục đỏ của chúng ta đại diện nhân bản, tình thương, đạo đức và chính nghĩa, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, chỉ 2 năm sống với trường Việt Nam Cộng Hòa mà tôi đã yêu như vậy. Và ngày hôm nay, hàng triệu người Việt tị nạn cộng sản đang sống lưu vong khắp nơi trên thế giới. Lá cờ vàng ba chục đỏ đã trở thành biểu tượng thiêng liêng bởi sự chính nghĩa của lá cờ vàng của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, thưa quý vị, đây là việc quan trọng. Việc thành phố Westminster đã ra nghị quyết cấm cờ đỏ và vĩnh viễn cờ vàng, và cũng thông qua việc treo cờ vàng vĩnh viễn trên đại lộ Bosa, là một việc làm rất cao cả, đáp ứng lòng mong ước của khối người Việt tị nạn cộng sản. Và vì vậy, kính thưa quý vị, rất xứng đáng để chúng ta làm buổi lễ ngày hôm nay để vinh danh thành phố Westminster. Và cảm ơn hội đồng thành phố Westminster đã cho chúng ta cái lòng mong ước đó, một lần nữa. Kính thưa quý vị, xin đón chào thị trưởng tài trí thành phố Westminster đứng lên. Quý vị đứng lên để chúng tôi cùng vinh danh quý vị. Và kính mời thị trưởng tỉnh trí và nghị viên Contreras. Kính thưa quý vị trưởng thượng và quý đồng hương, cảm ơn anh Trương Nghệ Vinh đã cho chúng ta thấy được cái lửa của anh sau những năm tranh đấu và sinh hoạt trong cộng đồng. Kính thưa tất cả quý vị, trước hết thì tôi xin phép chuyển lời của nghị viên Kimberly Hồn. Bà rất là muốn tham dự trong buổi hôm nay nhưng vì cái lý do bận việc nên bà đã không thể đến được. Kính thưa tất cả quý vị, trước hết thì chúng tôi cũng xin phép được chân thành cảm tạ tất cả quý nhân sĩ và đại diện của ban đại diện cộng đồng người Việt tại miền Nam California đã tổ chức lễ cảm tạ thành phố Westminster. Chúng tôi rất là vinh dự được cùng với lại nghị viên Sergio Contreras thể theo nguyện vọng của tập thể người Việt tị nạn chúng ta, và đặc biệt là cộng đồng Việt Nam Nam California đã viết thơ lên hội đồng thành phố Westminster yêu cầu thành phố Westminster cho treo 2 lá cờ Mỹ Quốc cũng như là Việt Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta trên đường phố Bosa. Và chúng tôi được biết đó là sau khi hội đồng thành phố chủ thuận xong cách đây hơn 1 tháng thì ban đại diện cộng đồng Việt Nam miền Nam California sẽ bắt đầu cái việc chuẩn bị cơ cũng như là để mình treo. Chúng ta sẽ có 22 cái trụ đèn ở trên đường Bosa, sẽ có 2 cái lá cờ, cờ Việt Nam Cộng Hòa cũng như cờ Hoa Kỳ sẽ treo vĩnh viễn. Thiết nghĩ rằng đây cũng là một cái niềm hãnh diện của tập thể người Việt tị nạn chúng ta. Sau 42 năm chúng ta vẫn tiếp tục tranh đấu, chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng, và các chính quyền địa phương luôn đi theo nguyện vọng của sự tranh đấu tập thể người Việt chúng ta. Đây là cái niềm tin, chúng ta càng tranh đấu, chúng ta càng hy vọng thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn. Một lần nữa thành cảm tạ tất cả quý vị và đặc biệt cảm tạ nghị viên Sergio Contreras. Cảm ơn Tài Đức Trí, cảm ơn Vietnamese Community of Southern California. Chúng tôi là Sergio Contreras, nghị viên thành phố Westminster. Tôi rất vui đến đây ủng hộ quý vị. Very happy to be here to support you and to work together to continue to promote the community so that we can continue and never forget those that are still without democracy and freedom, and we continue to make Westminster a beautiful place to live for everyone. Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin mời quý vị đứng ở lại để chúng tôi có một món quà kỷ niệm để tặng cho quý vị. Dạ, xin
chức có hai món quà để gửi đến cho thị trưởng Tài Lý Trí và Hội đồng Thành phố. Thứ nhất là một tấm bằng tưởng niệm để cảm ơn Hội đồng Thành phố về nghị quyết vào tháng 12 vừa rồi. Và thứ nhì là mỗi một tấm plaque cho mỗi nghị viên trong Hội đồng Thành phố để cảm ơn cái việc mà đồng ý ủng hộ cho cộng đồng treo phướng trên đường Bồ Sa. Tiên nghĩa quốc gia xin kính tặng thị trưởng một món quà kỷ niệm. This is on behalf of the community of Southern California for your support with the display of the banners. Thank you. Và ngày hôm nay có ba nghị viên không có mặt được ngày hôm nay là nghị viên Marjorie Vice, nghị viên Kimberly Hồ và nghị viên Tyler Diệp. Thì chúng tôi xin có ba cô và là biểu tượng cộng đồng Việt Nam Nam Cali và có lẽ biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, thì xin ba cô sẽ thay mặt cho ba nghị viên để nhận tấm bằng tưởng niệm này. Thưa thị trưởng Tài Lý Trí, thành phố Westminster, trước khi thị trưởng trở về chỗ ngồi lại thì cho nghe bên hội một câu hỏi. Với cái sự mong chờ của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, cái lá cờ nó trở thành một cái biểu tượng mà rất là thiêng liêng và họ có thể chết được cho lá cờ, họ có thể khóc vì lá cờ. Thì khi mà thị trưởng, ông thị trưởng và thành phố Westminster thông qua cái việc này, thì riêng ông thị trưởng, ông có một cái niềm gì khi mà biết được cái điều đó, nó là thật thiêng liêng hay không, thưa ông? Dạ, cái việc vinh danh cái lá cờ vàng của Việt Nam Cộng hòa chúng ta luôn là một cái biểu tượng thiêng liêng trong mỗi chúng ta. Trong suốt 42 năm qua, tập thể người Việt tị nạn chúng ta khắp nơi trên thế giới, chúng ta tranh đấu, chúng ta hy sinh, chúng ta dấn thân, chúng ta cống hiến cũng vì cái biểu tượng lá cờ vàng, cũng vì biểu tượng của sự tự do và tự do là niềm khát khao cho dân tộc của chúng ta. Một ngày chúng ta vẫn còn hy vọng thì ngày đó chúng ta vẫn có quyền, có niềm tin Việt Nam phải có tự do dân chủ trong tương lai. Chân thành cảm tạ các ông. Dạ, cảm ơn một lần nữa, cảm ơn ông thị trưởng thành phố Westminster và Councilman Kojo Kutura. Thank you very much. Sau đây xin kính mời đại tá Lê Cát Lý lên có một vài lời phát biểu ạ. Xin mời ông. Thank you.
Kính thưa quý vị, trước hết là nói về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Thường thường trong các buổi lễ chúng ta làm ở ngoại quốc này, phần đông đều cái giới thiệu đó là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều đó không đúng. Trước hết, Việt Nam Cộng Hòa không phải là một nước riêng, mà chỉ là một thể chế chính trị trong một giai đoạn lịch sử của Việt Nam. Chúng ta sẽ có những thể chế chính trị khác trong tương lai, không phải là Cộng sản. Và có thể chúng ta lặp lại Việt Nam Cộng Hòa để nhất, để nhị, để tam, để thứ, hay là một thể chế nào đó, nhưng vẫn cái lá cờ vẫn là lá cờ. Thưa quý vị, lý do mà tôi nói đây là khi chính phủ quốc gia Việt Nam lúc bấy giờ do cựu Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng năm 1948 đã đặt ra cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và chọn cái bài ca của Lưu Hữu Phước làm bài quốc ca với cái lời sửa lại sinh viên thành công dân. Đó là lời tiếng gọi sinh viên. Cho nên kể từ năm 1948, trên danh nghĩa giấy tờ, người Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam và chúng ta đã có lá cờ, đó là cờ quốc gia Việt Nam, tức là lá quốc kỳ. Việt Nam Cộng Hòa được sinh ra sau đó, tức là trong cái thời kỳ hội họp ở Geneva, Việt Nam Cộng Hòa sinh ra năm 1955. Cho nên nói rằng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ Việt Nam Cộng Hòa thì tôi nghĩ nó không có chính xác. Tôi đã có viết một bài đăng trên Internet về cái chuyện này. Cho nên theo ý tôi, tôi đề nghị là mỗi lần chúng ta nói đến việc chào quốc kỳ Việt Nam thì chúng ta chỉ nói chào quốc kỳ Việt Nam, nó cao hơn là nói cờ Việt Nam Cộng Hòa để so sánh với cờ Cộng sản. Cộng sản chọn cái lá cờ máu là lá cờ đỏ sao vàng, là lá cờ của đảng Cộng sản. Của chúng ta là quốc gia không có thiên vị đảng phái nào cả. Nói về ý nghĩa màu vàng và màu đỏ thì rất nhiều quý vị hiểu biết nhiều hơn tôi nữa, cho nên chúng ta sẽ không mất thời giờ nói tới đây. Nhưng mà cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ quốc gia Việt Nam, chứ không phải là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa không mà thôi. Đó là cái điều mà tôi đề nghị. Thưa quý vị, thành phố Westminster đã làm những việc rất là có ý nghĩa. Tiếng Mỹ nó gọi là pioneering, tức là tiên phong để làm những cái việc và vinh danh các biểu tượng để đề cao cái chính nghĩa quốc gia của cuộc chiến quốc và cộng của chúng ta. Trước hết là khi chúng tôi ở trong cái ủy ban phát triển lý sự Sài Gòn, mà hiện nay chúng tôi là chủ tịch ủy ban đó, là cái ủy ban đã lọc ra cái lý sự Sài Gòn năm 1988, đã lọc ra cái lý sự Sài Gòn, thì ngay chính cái trung tâm của lý sự Sài Gòn là cái thành phố Westminster. Rồi cái biểu tượng thứ hai mà mọi người đều biết, cả tất cả người Việt Nam và những người cựu chiến binh Hoa Kỳ ở trên thế giới đều biết, là cái tượng đài chiến sĩ được dựng lên năm 2003, mà người chấp chỉ huy cũ của chúng tôi là Trung tướng Lâm Quân Thi đọc bài diễn văn khai mạc. Thì cái biểu tượng đó là cái biểu tượng đầu tiên mà chúng ta có trên thế giới, cái đài tưởng niệm của cuộc chiến tranh Việt Nam, vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và đồng minh. Cái lính ở Sài Gòn, rồi đến cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, rồi tiếp theo là chúng ta có những cái nghị quyết của thành phố, hội đồng thành phố Westminster cấm sự hiện diện của các quan chức cộng sản tới Westminster, rồi cấm việc treo cờ đỏ sao vàng của cộng sản, và vinh danh ngày hôm nay vinh danh công nhận cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và cái mới nhất là cái phước mà quý vị thấy bên tay trái của chúng tôi đó,
cái cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Hoa Kỳ song song với nhau sẽ được treo vĩnh viễn dọc theo đại lộ Bôn Sa, 22 cái trụ cờ như vậy. 22 trụ cờ đó. Đó là sáng kiến của cộng đồng Việt Nam Nam Cali, mà trong đó nòng cốt là anh ủy viên Phan Văn Chính. Anh Chính đâu đứng dậy? Và được hội đồng thành phố chấp thuận, bỏ phiếu chấp thuận. Đó là cái điều mà chúng ta muốn cảm ơn họ ngày hôm nay, mục đích là như vậy. Thì cũng xin trình với quý vị biết, tất cả dọc theo đại lộ Bôn Sa từ Magnolia cho tới Phước Hợp thì chúng ta sẽ treo 22 cái trụ cờ như vậy. Cái gọi là phướng, cờ phướng, 22 cái trụ cờ như vậy. Thì chúng tôi biết rằng thành phố Westminster bây giờ gặp khó khăn về ngân sách, không có tiền đâu mà làm những cái chuyện này chuyện kia, cho nên chúng tôi có trình cho thành phố là chúng tôi sẽ tự túc để đi quyên góp kiếm tiền mà dựng lên 22 cái trụ cờ như vậy, permanent, vĩnh viễn. Mỗi một cái trụ cờ dựng lên như vậy tốn $550. Và hiện nay chúng tôi đã được sự bảo trợ 9 cái trụ cờ rồi, còn thiếu 13 cái trụ cờ nữa. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn xin trình với quý vị và xin kêu gọi quý vị vận động thêm một tiếng nói, thêm một bàn tay để cho ai đó có khả năng và giúp cho chúng ta thêm 13 cái trụ cờ nữa để dựng. Mỗi một cái trụ cờ tổn phí là $550. Đó là cái điều mà xin quý vị giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam Nam Cali để thực hiện cái ý nguyện chung của tất cả người Việt Nam tị nạn cộng sản ở đây và ở khắp thế giới. Chúng ta sẽ có permanent treo cờ như vậy, cũng như cái tượng đài chiến sĩ, hai cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Hoa Kỳ permanent ở trên cái trụ sở, trên cái chỗ tượng đài đó. Đó là cái điều mà chúng tôi xin trình với quý vị. Chúng tôi cảm ơn thành phố Westminster đã pioneering tất cả những cái dự án đó trở thành sự thật. Thưa quý vị, chúng ta nói tới những cái ý nghĩa của lá cờ, những cái tình cảm, những cái sự thiêng liêng mà chúng ta đối với lá cờ. Thì tất cả người tị nạn cộng sản, người Việt Nam tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới đều có cái cảm tưởng chung bùi ngùi mà nhìn thấy cái lá cờ không được chính thức bay phấp phới ở trên lãnh thổ Việt Nam nữa ngày hôm nay. Nhưng mà điều đó theo ý cá nhân của chúng tôi nó sẽ thay đổi. Tôi không phải tin tưởng hảo, nhưng mà trong cái hoàn cảnh này chúng ta sẽ thấy rằng nước Tàu đã có kế hoạch và đã thực hiện cái kế hoạch đó là chiếm lăng chiếm bồn như tầm ăn dâu của Việt Nam. Tuy nhiên ý chí cuột cường của dân tộc Việt Nam không phải dễ gì mà bị khuất phục. Tôi tin tưởng điều đó tuy mơ hồ, nhưng mà thưa quý vị, những cái người trẻ của Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước đều không phải là những người vô dụng. Họ có suy nghĩ và họ dám làm. Cái điều đó là cái điều mà những cái giới già như cá nhân chúng tôi hay là một số anh em đồng lứa tuổi với chúng tôi cũng đặt cái niềm tin vào giới trẻ. Đó là cái điều mà chúng tôi mong ước. Thì trong cái niềm mong ước đó, chúng tôi xin cảm ơn tất cả sự hiện diện của quý vị trong ngày hôm nay và xin chúc quý vị sức khỏe.